hai tên côn đồ đeo mặt nạ tay cầm khẩu súng AK-47 đang giải quyết đám người buôn dưa lê ở siêu thị. Không ngờ một giây sau, đồng bọn của tên côn đồ đột nhiên dừng bước, nhanh chóng lấy ra một con dao dài 2 mét từ trong lồng ngực, dưới ánh mắt run rẩy của hàng nghìn người, trực tiếp ra tay với đồng bọn của mình. Đám người ngơ ngác lập tức sững sờ, tên côn đồ không kịp phản ứng đã lập tức đăng xuất. Tiếp đó, người đàn ông nhanh chóng nằm sấp xuống trước mặt đám đông, lập tức tiến vào trạng thái giả chết. Không lâu sau chỉ thấy một tên côn đồ phát hiện ra sự bất thường, nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn cũng ngay lập tức ngơ ngác, hắn vội vàng xông lại lay đồng bọn, nhưng không ngờ đồng bọn sớm đã lên thiên đường. Trong lúc hỗn loạn, tên côn đồ lại nhạy cảm phát hiện ra, thi thể bị đẩy ngã trên mặt đất hình như chưa chết hẳn, thế là hắn vội nằm xuống áp người lên, dán tay lên trên lồng ngực thi thể, nhưng một giây sau, tiếp đó người đàn ông đẩy tên côn đồ ra, sau đó vươn người một cái nhảy lên, nhanh chóng tháo rời mặt nạ, rồi lại tháo tất cả trang bị trên người, sau đó trốn vào trong giữa đám người vẫn còn đang ngơ ngác một cách ngầu lòi. Rất nhanh có 3 tên côn đồ phát hiện bất thường đuổi đến, lúc chúng thẹn quá hóa giận vác súng lên xông vào trong đám người tìm kiếm hung thủ, không ngờ người đàn ông lại bình tĩnh giơ tay đầu hàng. Một đám ông già Noel tay cầm hung khí vừa mới khống chế hàng nghìn người trong siêu thị, nào có ngờ một giây sau đã bị đồng bọn của mình tiễn đi gặp các cụ. Lúc này một đám côn đồ vội vàng xông tới, chĩa thẳng súng chất vấn rằng rốt cuộc là kẻ nào làm. Nào ngờ người đàn ông lại điềm tĩnh giơ tay và tỏ ý mình có biết, để tra ra hung thủ một cách nhanh nhất. Tên côn đồ không nói hai lời liền đưa người đàn ông đến trước mặt lão đại Kuma, còn Kuma lại sai anh mau chóng đi quan sát camera chỉ ra hung thủ, tiếp đó tự mình lén ra ngoài gọi điện thoại. Nhưng không ngờ đợi sau khi trở lại, Kuma nhất thời sững sờ. Một giây sau, không ngờ người đàn ông lại lao từ trên xuống, đấm một cú khiến hắn bay xa cả 100 mét, rồi từ từ ném ra một quả lựu đạn tính giờ, sau đó bình tĩnh cầm lấy túi ra trên mặt đất, trực tiếp đóng hai cánh cửa sắt dày lại. Kuma ngơ ngác lập tức bị người đàn ông làm cho sững sờ, vội vàng chạy lại kiểm tra cửa lớn, rồi dùng tốc độ ánh sáng trong vòng 5 phút trốn vào trong tủ lạnh, vội vàng cầm bộ đàm lên thông báo cho đàn em nhanh chóng đến ứng cứu. Cùng với tiếng nổ kịch liệt, hiện trường lập tức chìm trong sự hoang tàn, còn Kuma thì bình an vô sự chui ra khỏi tủ lạnh. Sau đó thẹn quá hóa giận lập tức tập hợp thủ hạ mặc vũ trang, rất nhanh bọn chúng tìm được người đàn ông trong con hẻm nhỏ. Không nói hai lời, một trận chiến ỉ mạnh hiếp yếu bắt đầu. Trong chớp mắt, đám côn đồ đã bắn hết đạn, nhưng không ngờ đều bị hai tấm cửa sắt che chắn lại hết. Lúc tất cả mọi người vẫn còn ngơ ngác, một giây sau, người đàn ông trực tiếp vác khẩu súng lựu đạn bắt đầu phản công mạnh mẽ. Đám côn đồ cũng ứng chiến quyết liệt với người đàn ông, hai bên bắt đầu liều mạng xả súng. Người đàn ông không đủ hỏa lực lập tức đóng cửa lại tránh đợt tấn công điên cuồng của đám côn đồ. Tiếp đó, nhanh chóng móc từ trong quần xịt ra một chiếc kính đen đeo lên. Đám côn đồ lúc này ỷ vào hỏa lực mạnh mẽ cũng bắt đầu từng bước ép sát, nhưng một giây sau, người đàn ông lại lần nữa mở cánh cửa sắt ra, quỳ gối trên mặt đất, trực tiếp bắn tỉa liên tiếp, bắn gục một tên côn đồ. Rồi đạn nhanh chóng lên nòng, nhân lúc cửa sắt lại lần nữa đóng lại, đoàng một phát lại hạ gục một tên. Tiếp đó xoay người một cách ngầu lòi, quay ngược lại bắn vỡ bình chữa cháy, sau đó lại nạp đạn vào nòng. Dưới sự tấn công chuẩn xác của người đàn ông, rất nhanh kẻ địch chỉ còn sót lại một tên, để nhát cuối cùng được bá đạo hơn, người đàn ông trực tiếp bày ra màn biểu diễn. K.O. Đây chính là bá vương đỉnh của chóp của Ấn Độ, người ta gọi là chiến thần Ấn Độ Leonard, chỉ dựa vào hai cánh cửa lúc đóng lúc mở, đã có thể nhẹ nhàng hạ gục nguyên một đám côn đồ vũ trang từ đầu đến chân. Còn Kuma lúc này mới thực sự ý thức được thực lực của người đàn ông trước mắt này, thế là Kuma vội vàng gọi điện thoại cho Leonard, tỏ ý sẽ dùng tất cả mọi người để đổi về vài tên đồng bọn. Chỉ cần Leonard gật đầu một cái là được, vừa buông điện thoại xuống, lại gọi điện cho phía cảnh sát đang bao vây siêu thị hạ lệnh yêu cầu cuối cùng, và đầy thành ý khẩn cầu phía cảnh sát thả chủ nhân của mình ra. Cảnh sát trưởng bất lực chỉ đành đồng ý, dù sao trong tay đám côn đồ có quan chức chính phủ cấp cao bị bắt làm con tin, nếu mình làm việc không cẩn thận thì không giữ được mạng của cấp trên. Hóa ra, đám côn đồ này sở sĩ đến siêu thị bắt người, chủ yếu là vì để cứu lão đại IS Han của mình ra. Sau khi Kuma nhận được tin ông chủ của mình là IS Han đã trở về nước, lúc này, hắn bắt đầu buông xuống tất cả sự ngụy trang của mình, hạ lệnh cho đàn em lấy ra toàn bộ vốn liếng. Lần này hắn chuẩn bị đại khai sát giới rồi. Lúc tất cả mọi người đều được tập hợp ở sảnh lớn siêu thị, đột nhiên, cùng với tiếng nổ kịch liệt, tất cả mọi người nhanh chóng xông ra ngoài thành công được cứu. Còn đám côn đồ dưới tầng 1 thì bị Leonard mai phục trước hai cánh cửa sắt, tất cả đều đăng xuất. Cùng lúc này, Kuma lập tức chuẩn bị bom hẹn giờ đã được đặt trong siêu thị. Vào thời khắc nguy hiểm, chiến thần Leonard đuổi tới. Sau một hồi biểu diễn kỹ thuật thao tác, cứ như vậy Kuma chết thảm trong tay Leonard một cách không bất ngờ. Ở bên này, IS Han vừa mới trở về căn cứ, liền ra giá cao cho kẻ nào lấy được đầu Leonard. Nhưng không ngờ lời vừa dứt, căn cứ liền bị tấn công bất ngờ.
Is Han vội vàng dẫn theo đàn em co giò mà chạy, nhưng một giây sau, không ngờ Leonard đã đánh đến tận nơi. Tiếp đó lại là một con dao lia tới, trực tiếp hạ gục tất cả đám tôm tép, sau đó bay người qua bắt sống Is Han. Rồi anh một tay anh cầm lựu đạn, một tay xách tên Is Han, dưới tầng lớp bao vây trùng trùng lái máy bay cỡ nhỏ chuẩn bị về nước. Nhưng một giây sau, không ngờ các loại vũ khí phòng không dưới mặt đất lập tức phóng hỏa toàn bộ, hoàn toàn không quan tâm tới sự sống chết của lão đại. Chỉ cần là vũ khí có thể thanh trừ bá vương Leonard, tất cả đều không do dự phóng đi. Mắt thấy sắp bị đạn đạo đuổi tới, Leonard bắt đầu khởi động chiến cơ lần nữa biểu diễn kỹ thuật trong không trung, cuối cùng đã thành công thoát được khỏi khói đạn điên cuồng áp sát. Nhưng vào lúc này, phía sau lại có vài chiếc chiến cơ đuổi theo. Sau một trận giao chiến kịch liệt trên không trung, Leonard cuối cùng cũng tiêu hao hết tất cả số đạn, mà đối phương lúc này lại không do dự phóng ra số đạn đạo cuối cùng. Vào lúc Leonard suýt thì đăng xuất, may mà chiến cơ trong nước kịp thời đuổi tới. Cuối cùng Leonard cũng đột phá vòng vây, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ không thể hoàn thành. Câu chuyện đến đây hoàn toàn kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đón xem và ủng hộ. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Không có kẻ địch thì cô đơn biết nhường nào. Không có kẻ địch thì trống rỗng biết bao nhiêu. Cô đơn trên đỉnh huy hoàng.